màu xanh tự nhiên của quả tắc mà không the, không cay, không đắng. Cái ở bên trong là cái thịt của tắc nè, nó phải trong xe, không xe. Cái mình cắn cái miếng tắc vô nó ăn nó chua chua, nó chua chua, nó không ngọt, nhưng mà nó sẽ giòn sực sực, giòn còn sực sực rất là ngon luôn. Cái này mà Tết đó nhà chị nào mà đãi cái này là rất là sang và rất là đẹp luôn. Em sẽ gói vào từng cái từng miếng. Ví dụ như từng miếng như này nè, chị đẩy ha. Đó, nên miếng bình thường miếng mứt này bên em này nó khô ráo, nó khô, nó không có bị ướt, không có gì, nó rất là dẻo vừa giòn sực sực mà chua chua, không the không đắng, rất là ngon và rất là đẹp luôn.